Dạ thì chuyển về thì cũng em cũng cố gắng nhiều hơn, thì được làm việc với thầy bác cũng như phòng đội U23 thì lúc giúp mình nhiều kinh nghiệm. Ở đội bóng nam thì tất cả đều chia số chính, thì tất cả đều phải chính chia đều phải cố gắng tập luyện hết mình mới được các huấn luyện viên ra sức đá chính. Xin có tự tin về cái khả năng được đá chính của mình không? Em mong là sẽ được đá chính thôi, còn một cái thì bán được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.